Sau buổi sáng tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 18 tây tháng 7, 2020. Đây là tin tức của đài Mỹ. đài CBS Morning News, NBC News, ABC News, mình tên Annie Nguyễn. Mình sẽ dịch cho mọi người nghe tin tức trực tiếp từ đài Mỹ. Họ nói cái gì thì dịch cái đó ha. Ở trên nước Mỹ là có 77.000 à, người đã bị nhiễm coronavirus trong vòng một ngày. Đây là của đài NBC News. Họ báo cho mình biết về chuyện này

Hiện tại ngay bây giờ bên Florida là 118 tiểu bang trên nước Mỹ bị nhiễm coronavirus đang tăng lên, đó là do tòa Bạch Ốc báo cho biết. Và hiện tại, ngày hôm nay, Florida cũng đang nằm trong cái vấn đề là bị nhiễm coronavirus nặng và họ phải làm như thế nào để chặn lời chuyện này. Đây là trong một ngày thôi, bên Florida đã bị nhiễm coronavirus 77.000 người ở bên đó

đây là từ hướng đông cho tới hướng tây trên nước mỹ và ngay bây giờ đang bị nóng rất là nặng ở trên nước mỹ và cũng số người bị nhiễm coronavirus đang tăng ở trên nước mỹ. Patients, and they may... à, đây là Jackson à. nè. Và theo ông bác sĩ cũng nói cho biết là ngay Jacksonville, Florida, số người chết giống như mỗi ngày càng ngày càng nhiều đó. Thì thấy như vậy. Và <laughs> yeah, giống như uh, nhiều tiểu bang trên nước Mỹ, mỗi ngày số người nhiễm coronavirus tăng lên gần cả ngàn người. Mississippi, one of states in the Mississippi một trong 18 tiểu bang trên nước Mỹ bị nhiễm coronavirus tăng tăng. Nó kêu bằng red, red zone nằm bên đó coronavirus red zone identified by the White House coronavirus task force in theo của coronavirus à, cái nhóm ở tòa bạch ốc đó họ đưa ra giống như chỗ nào bị nặng bị nặng giống như từ Alabama à, Arizona California Georgia Louisiana Idaho này kia đấy chỗ nào chỗ nào đó Report sent to states but not made public, obtained by the Center for Public Integrity. The report suggests more than a dozen states should revert to more stringent measures. Và yeah, ngày bây giờ đó, tòa Bạch Ốc họ chưa có báo ra cho biết, nhưng mà theo của đài được biết là tòa Bạch Ốc được biết là những cái tiểu bang nào nó bị nặng, bị nặng, bị nặng và có thể là những cái tiểu bang đó phải đóng cửa trở lại như trước. Including limiting social gatherings. Và closing... yeah, họ nói giống như uh, nếu mà hội họp lại chung với nhau thì không được, giống như tụ tập là một nhóm thì không được. Và cả luôn những quán bar này kia đóng cửa, rồi những chỗ tập thể thao cũng nên đóng cửa. Và cũng kêu gọi mọi người nên đeo khẩu trang khi đi ra ngoài đường. À, còn đây là bên chùa chờ đó, ông đây là ông thống đốc bên chùa chờ Và ông nói là không có kêu. <laughs> Ông đó thì ông nói là không có cần đeo khẩu trang này kia đó, theo ông đó nói vậy. Và hiện tại bây giờ trên nước Mỹ số người chết vì thì coronavirus thì nó đang tăng lên là gần tới 140 ngàn rồi. Ông Dr. Fauci ngày hôm nay ông báo cho biết chúng ta nên làm cái gì đó để chặn là cái coronavirus này. Và chúng ta nên thật sự ngay bây giờ phải coi cái coronavirus nghiêm trọng đó, phải làm như thế nào đó để mà cho chặn lợi. Và chúng ta phải làm làm sao để cho đừng có bị tăng lên cái số người coronavirus cứ tiếp tục như vậy. Ở bên Florida, họ báo cho biết là trong vòng một ngày, gần 14.000 người đã bị nhiễm coronavirus bên đó. Hiện tại, tính tới ngày hôm nay, Florida là số người chết ở bên đó đã trên 4.700 người. Ở bên Miami Beach, bãi biển ở bên Miami, họ báo cho biết là dễ nghiêm 8 giờ tối. Đây là bên Florida nha. À, những cái nhà hàng với uh, những quán bar phải đóng cửa. Ở uh, Broward uh, County thì họ nói là 11 giờ ban đêm là dễ nghiêm. We và yeah, đó là họ đưa ra, họ nói đây là cái chuyện là, là nghiêm trọng, là đừng có coi đây là trò chơi. Họ đóng cửa, chở nghiêm vào đó là họ đóng cửa vào đó. Hiện tại ngày hôm nay, khi uh, mà đã đưa tới Texas 14 cái xe truck chở người chết uh, đông lạnh. đó Ở Texas hơn 3.700 người đã chết. Ở bên Arizona, số người đợi để mà test coronavirus là nhiều người phải đợi hơn 8 tiếng đồng hồ. Đó thì anh đã nói giống như là mấy tháng lại ngồi đợi này kia đó. Thì, uh, có nhiều lúc phải đợi lâu site aims to 5, in và hiện tại thì có 8 cái chỗ họ set up để mà test coronavirus uh, uh, và test cộng, tổng cộng là khoảng chừng 5.000 người mỗi ngày đây là những chỗ họ set up cho những cái chỗ mà những người low income đó những người uh, tiền lương thấp đó uh, có thể lại để test so và và đây là họ nói những cái chỗ nghèo uh, low income là những người làm ít tiền là nó kiểu vậy là tại vì có nguyên một hộ gia đình ở chung với nhau ở chung với nhau có nghĩa là cha mẹ con cái này kia đều ở chung lại cho nó rẻ tiền đó ở Mỹ này nếu mà ai mà có tiền khá giả một chút xíu thì uh, con cái đó mà khá giả chút xíu giống như lớn lên trên 18 tuổi nó mua ra ngoài ở chứ đâu ở chung một cái nhà đâu mà đây là cái khu này thì nghèo cho nên là uh, Uh, con cái mua ra ngoài tiền đâu trả tiền nhà cho nên gom là ở chung hết trong nhà từ ông nội ông ngoại cho tới ấy uh, cha mẹ này kia con cái ở chung vậy thì bị nhiễm của một phát là nó bị chung hết trơn đó là vậy <laughs> và yeah, đây là giống như những người này thì mỗi ngày họ đi làm này kia đó và uh, yeah, có những người trẻ sống ở trong này rồi này kia ai cũng lo đi làm này nọ mà về ở chung vậy bị coronavirus cái là bị chung hết luôn cho nên cái khu nhà nghèo ý họ nói là vậy và Meanwhile... yeah, họ nói với tỷ như có người mà bị chúng coronavirus thì uh, ở trong nhà thì nếu mà test ra được sớm thì họ sẽ tìm cách để mà tự cách ly với người trong nhà thì có lẽ là nó đỡ hơn. Hiện tại ngày hôm nay những người volunteer, những người y tá, bác sĩ ở bên New York họ đang đi nhiều tiểu bang trên nước Mỹ để giúp đỡ về cái chuyện coronavirus họ đi tới đó để giúp đỡ. <laughs> Cái cô này đó, uh, ba, ba của cổ đã bị uh, chết, về bị coronavirus chết, ngay bây giờ thì cổ tới Houston, cổ là y tá, tới đây để giúp đỡ về chuyện này and I just want to be able to help other people to be able to be tested. Five months. À, cổ nói cho biết là cổ ba cổ đã bị chết vì coronavirus. Ngay bây giờ thì cổ đi vòng vòng để mà giúp đỡ mọi người để test coronavirus. Cái đó là những gì cổ có thể làm để giúp đỡ cho mọi người. And this pandemic is still out of control. Hiện tại ngay bây giờ coronavirus này đó thì nó out control chưa có control gì được nha, vẫn còn tiếp tục. I'm Costello, NBC News, Washington. Ở the... à, đây là ở bên Atlanta, hồi nãy là báo tùm lum ta là chỗ thì đây tới đây là Atlanta, họ báo cho biết nha. Hiện tại như bây giờ ở bên Atlanta Georgia nó đang đưa lên trên tòa tùm lum ở trên đó về cái chuyện mà đeo khẩu trang không đeo khẩu trang cũng lên tòa đây là ông Brian Kemp, ông thống đốc ở bên đây thì ông sẽ lên tòa đó. À, bà thị trưởng bà đang thưa ông thống đốc về cái chuyện mà khẩu trang này kia. Và bà nói uh, ông thống đốc uh, ở bên Atlanta giống như chặn lại về cái chuyện mà bà đưa ra uh, phải mọi người đeo khẩu trang này kia à, đó thì đây là ông thống đốc của ở bên cho uh, chà ông nói cho không có cần thiết phải uh, cần giống như làm uh, đeo khẩu trang này nọ để cho uh, nói là làm chuyện đúng uh, không cần đeo đâu và yeah, đây là cái bà thị trưởng thì bà nói ông mẹ này <laughs> giống như là uh, không có chịu <laughs> cho Alabama crazy không có chơi đeo vũ trang giống như đối với ổng làm vậy là nó không tốt cho những người bên chơi trà thì làm vậy làm sao họ mở cửa trả lời đâu ra đó này kia và theo bà thị trưởng mới nói cái chuyện mà thưa gửi cái lần này đó là giống như tốn kém không có cần thiết giống như làm tào lao đó phải bắt buộc phải thưa nhưng mà không thưa thì ổng cứ chặn lời như vậy không có được giống như waste time and money của thành phố uổng tiền bạc thời gian của thành phố and it is really a distraction from what the real enemy is here and that enemy um, is this virus that's killing people in our city. Và theo bà ở đây đó, bà thị trưởng bà nói cho biết á, là về cái chuyện corona xảy ra bên tiểu bang bên đây đó ở bên cho thì cứ thưa gửi như vậy thì nó nó làm giống như không có đúng đó ừ, chúng ta phải để ý tới chuyện corona để làm sao cho tốt chứ không phải thưa gửi về cái chuyện này Kemp to wear a mask. On a wear the mask tour. Would not mandating it though at least send a stronger message strengthen the message that you're already sending about đây là họ nói giống như ông này đó hiện tại có rất là nhiều người không đồng ý ông về cái chuyện này à, uh, ông nói là không cần đeo khẩu trang nhưng mà ông nói giống như là uh, cũng đeo khi cần thiết rồi giống như this rồi right nào well, what kind of message does it send when you have mandates already that people aren't enforcing it sends the message that the mandate doesn't mean anything Dạ ông nói giống như với tỷ như đưa ra về cái chuyện phải đeo khẩu trang này kia nhưng mà người ta không thích đeo thì đâu có nghĩa là gì này kia cho nên anh bắt buộc người ta đeo để làm gì thì nói vậy. Dạ ông nói giống như đây là về cái chuyện mà chính phủ không phải là cái câu trả lời cho tất cả cho mọi người kiểu ông nói là vậy Robert Tony says a à nói theo cái anh này đã tiệm cắt tóc của anh anh nói giống như tất cả mọi người ở tiểu bang hoặc thành phố của ảnh thì phải nên phải đeo khẩu trang giống như trong cái tiệm của ảnh anh đưa ra cái lực lệ là phải cần đeo khẩu trang trong cái tiệm của ảnh và ảnh nói giống như ảnh ghi cái bản là cần phải đeo khẩu trang này kia thì có nhiều người nhìn ảnh giống như không được tốt rồi có nhiều người nói của ảnh cũng không được tốt nhưng mà cái đó là cái shop của ảnh mà và ảnh George... dạ, nói cái cách đó là cái cách mà để giúp đỡ cho những cái người À, tới chỗ tiệm ảnh được an toàn. À, đây là cũng có nhiều người họ nói uh, theo cái guideline khác như vậy, mỗi cái khác nhau này kia đó, thì nó cũng ảnh hưởng tới uh, công việc làm ăn này kia của họ, cho nên họ sợ bị ảnh hưởng này kia về chuyện này, cho nên họ cũng không đồng ý cho lắm of mandates um, in our state will only seek to confuse more of our guests that are just starting to come out to dine. Ở à, đó thì uh, theo cái cô đó cô nói giống như về làm ăn này kia đó Nếu mà cứ bắt người ta đeo khẩu trang thì uh, nhiều khi người ta tới tiệm ta ăn Người ta không muốn ăn cho nên uh, nhiều chỗ họ không có bắt buộc này kia vậy Home Depot, headquartered here in Atlanta, just announced that starting next week All shoppers will be required to wear masks hiện tại ngày hôm nay Home Depot họ đưa ra cái chuyện là Home Depot bầu lại chỗ bán đồ mà sửa chữa nhà cửa đó họ nói bắt đầu tuần sau vào thứ hai tất cả mọi người phải đeo khẩu trang và nếu không thì không được trông vô trong cái tiệm của họ Buster. đó ok đó là của đài họ báo cho biết nha rất là nhiều chuyện xảy ra à, về à, chuyện này hold on nha đợi đài quảng cáo à, trong lúc đài quảng cáo à, à, andy à, đọc coi à, anh chị em viết gì ha Đợi chút xíu nha, hold on, ok uh, trong lúc đại quảng cáo Andy uh, đọc coi anh em uh, viết cái gì nha, uh, sẵn đây nói luôn là ngày hôm nay không có lock your system, check được cái gì hết, tại ngay bây giờ họ báo cho biết là họ đang update cho nên nó vậy đó, ai mà hỏi uh, những tiểu bang nào thì Andy không có lock vô được nha, that's how go goes today. Ok, uh, Helen Andy đọc ngay chỗ này nha uh, Không biết đọc tới đâu Ok, đọc ở uh, ngay chỗ này Thì Helen quen, viết xuống uh, chào buổi sáng uh, Andy, anh có giọng nói ấm áp Chúc anh luôn thành công nha Cảm ơn Helen nha, chào buổi sáng nha uh, Thủy Bùi Thị uh, Viết xuống uh, chào buổi sáng uh, Andy nha cho mình biết cho chờ ngày hôm nay là không lót vô được nha à, Thủy viết xuống cảm ơn nhiều chúc Andy uh, cuối tuần vui vẻ à, hạnh phúc nha OK uh, nói vậy ha Hiền Nguyễn Tam uh, viết xuống uh, khoa học thời này uh, phát triển sao uh, không dùng uh, sống âm uh, bức xạ để đuổi uh, hoặc giết chúng vậy yeah. <laughs> yeah, nói về mấy con cào, cào phải không thì yeah uh, I don't know why too that's crazy À, chị chào viết xuống uh, Andy chị chúc uh, em buổi sáng à uh, ăn lành. Uh, khỏe, cảm ơn chị nhiều nha. Chào buổi sáng nha. À chị uh, chào viết xem này dạo này chị đi làm nên ngủ sớm. IC. ra uh, yeah, thì chừng nào rảnh thì coi chơi cho vui, không uh, rảnh thì thôi đâu có sao ha. Thì uh, cái chuyện công việc làm là quan trọng đó. You have to be uh, đi làm mới kia very important. À, nói vậy nha chào buổi sáng chị sao nha hồ oh, tình tam viết xuống nghe nói uh, sắp có thuốc chưa uh, thôi đi I don't know uh, thuốc uh, ngay bây giờ thấy uh, I don't know chưa đâu có thuốc gì đâu thuốc giải chưa có ra được chưa có làm ra được mà còn lâu lắm mà uh, tình uh, tình nguyện viết xuống uh, cảm ơn em đi cho biết uh, Tin tức nóng hỏi Chào <laughs> buổi sáng, tên Nguyễn nha <laughs> yeah, tin của đài Mỹ mà Mỗi buổi sáng họ có tin tức gì đó Thì mình coi uh, uh, với mọi người coi chung cho vui vậy yeah, Andy dịch cho mọi người nghe Sẵn đi cũng đang cần coi tin tức mỗi buổi sáng đó Thì nói vậy à, Chào buổi sáng nha Jenny Nguyễn viết xuống hai. Andy, how are you? I'm good here Good morning Jenny nha How you doing? À, Rosido viết xuống Chào buổi trưa Oh yeah, bây giờ 11 hôm 22 rồi buổi trưa rồi à uh, Andy chúc một ngày uh, cuối tuần vui vẻ cho buổi uh, chưa uh, uh, rosido nha jenny lay viết xuống uh, chúc uh, andy cuối tuần bình an và may mắn <laughs> và cho em biết uh, california nha cảm ơn anh hôm nay không lót chưa được system nha có gì uh, uh, đợi họ update này kia xong đó ngày mai ngày mốt mới xong đó họ báo họ bỏ vô tùm lum tala đó thì mỗi tuần đa số là vậy đó thì quyết chèn thì không có lót chưa được đã sao cô Hoàng Trang viết xuống uh, Good morning Andy Happy uh, Saturday everyone chào buổi sáng Hoàng Trang nha Happy Saturday luôn ha Liên Bùi viết xuống hai anh Andy trong uh, dịch rất là hay quá rõ ràng giọng anh anh rất hay <laughs> và vui vẻ ủng hộ kênh của anh nha rồi cảm ơn nhiều nha ủng hộ uh, cô cho vui, vui mà yeah à, uh, qua Andy coi thì uh, coi trên tức thì uh, coi chung rồi dịch ra nhiều khi Andy cũng nói luôn là Andy dịch lục cục lòn hòn lắm thì có gì mọi người thông cảm nha đã sao cô nghe một bên thì mình dịch một bên thì nó là vậy bên đây nó nói thì mình nghe thì mình dịch lại nhiều khi nó không được ai nice cho lắm that how it cô nào À, Nguyên Nguyên viết xuống uh, chào buổi tối Andy chúc sức khỏe nha cho Andy một like nè rồi cảm ơn Nguyên Nguyên nha chào buổi tối hỏi nha À, huy khánh huy viết xuống nhưng mà khoa học đã tìm ra vaccine khoa học đã tìm ra vaccine vậy chừng nào mới áp dụng cho người trong nước mỹ à, bị bệnh ông thống đốc Atlanta không lo cho à, dân thì Hướng <laughs> Atlanta <cười> tặng một like cho Andy yeah. à, ngay bây giờ coronavirus trên nước mỹ nó chưa có thuốc giải mà họ đang sửa chọn những cái đồ đạc để mà khi mà có thuốc giải thì họ bỏ vô trong đó thôi uh, nói như vậy chưa có thuốc giải họ nói uh, giống như mấy ngày trước họ cũng nói tới năm sau đó tháng 2 tháng 3 mới có i don't know hopefully nó có càng sớm càng tốt thấy cái này cũng chán nản lắm rồi là hey crow right now <laughs> lúc đầu uh, nghĩ vài ngày ở nhà thấy sung sung nghĩ riết rồi uh, thấy hết vui rồi <laughs> sao nào not happy vai nào Linda Phong nha, uh, uh, viết xuống uh, Hi Andy, nói rất hay, cho bạn một like, thanks nha, cảm ơn nhiều nha. Trà Mi Bùi viết xuống Hello from Việt Nam, chào Trà uh, Chà My uh, from Việt Nam nha, từ Việt Nam. Phương Dương viết xuống uh, cho Andy 3 like nè, ok, khu cool nha, uh, cho càng nhiều like càng tốt, để cho, tại nó cho mình nhiều thời gian để làm uh, livestream uh, cho báo tin tức cho mọi người đó. Thật ra cái like là chỉ có chứng minh vậy thôi Là có người coi để ý tới Để nó cho thời gian mình làm sẵn đây nói luôn là cái chương trình này của mình Là làm theo chương trình đài Mỹ à, Không có phải là riêng của cá nhân Đây là dịch của đài Mỹ Cho nên tất cả những gì là của họ à, Theo cái chương trình của họ Cho nên là nói vậy đó That's how it go Dung uh, Lê viết xuống I like this program To learn uh, Chú rất thích chương trình của con À, cảm ơn chú rất nhiều nha à, để biết nhiều chuyện xảy ra à, trong nước của mình đang ở cảm ơn con ok à, cảm ơn chú nha yes, andy chủ yếu là làm uh, livestream uh, dịch của đài mỹ như vậy đó là uh, để cho mọi người biết chuyện gì xảy ra trên nước mỹ ngày hôm nay để có gì biết tính thôi chứ đây là andy cũng xin nhắc lại lần nữa channel andy là không có phải là loại là chính trị chỉ báo tình hình của trong nước những gì họ nói em đi dịch lại cho mọi người nghe thôi xấu tốt gì đó là ăn thua họ nói thì em đi dịch uh, như vậy chứ không có uh, dính dám gì tới em đi hết và cũng không có dính dám gì tới chính trị cả mình chỉ dịch cho mọi người biết để tình trạng xảy ra trên nước mỹ ai ở tiểu bang nào đó mà buổi sáng mà họ báo tin tức như thế nào thì biết để có gì tránh thôi mưa bão hiểu whatever nó giống như coronavirus ngày hôm nay bên Cali họ nói họ đóng cửa chỗ khu nào khu nào đó thì mình biết để tránh đã sao rồi nó vậy ha khăn con viết xuống chào Andy buổi sáng nha chúc Andy cuối tuần cùng gia đình nhiều sức khỏe và bình an nha like cho Andy rồi rồi cảm ơn Trang con nha chào buổi sáng nha happy weekend ha Henry Nguyễn viết xuống không biết Andy nghĩ sao chứ mình thấy mấy xe đông lạnh là thấy ớt <laughs> nói thẳng nha cái này nói thẳng nha hồi sáng giống như là đài họ báo cho biết là những cái chỗ mà uh, Texas này kia uh, chết mà đưa xe đông lạnh tới đó mình nhìn một cái mình giật mình á bị khi nói cái đưa tới tám chín chiếc xe một xe đông lạnh như vậy chứa nhiều người lắm á chứ không phải dẫn chơi đâu mà đưa tới tám chín chiếc thì nhà thương mà đầy tới độ mà đưa tới tám chín chiếc xe thì ở lúc ở bên new york đó, nó đưa tới có mấy chiếc thôi mà đã thấy ớn rồi ở đây texas đưa tới tám chiếc mà ngay bây giờ tám chiếc đó là mới ở bên, bên chỗ san antonio thôi còn houston nó còn đưa thêm nữa thì thấy nó ớn thấy bà luôn i don't know I... <laughs> nhiều khi mình những cái tin tức như vậy mình không muốn dịch đâu nhưng mà đã nói với người ta là phải làm lâu đâu đó những gì whatever day set là mình nói cho mọi người biết cho nên đã sao go nhiều khi cũng thấy ứng lắm mà nó là vậy I don't, know, I don't like it too Henry I hate it nhìn, nhìn scary <cười> <cười> nhìn <ứng> nha <laughs> I don't know thì nhìn ứng lắm giống như uh, gần uh, bệnh viện đó Cái, đi uh, bữa bạn hồi lúc trước kìa, cách đây hồi lúc mà tháng uh, À, tháng tư à, thì à, bạn làm bệnh viện á, mình <laughs> lại chở đi ăn phở đó <laughs> à, lúc đó thì, trời rồi đi ngang thấy hỏi xe chất đầu trước làm gì mấy xe máy lạnh đầu trước làm gì vậy nói xe đó chở xác á trời thì tự nhiên kêu tao cái mày ấp chủ xe chở xác mày giống như chơi sao lại <laughs> tao ngủ tới thôi khỏi đi mày tự đi ăn đi <laughs> khỏi khỏi tao khỏi dám chở mày đâu lại chở ngay xe sửa sát chở xác nữa gớm lắm ấn <laughs> nữa i don't know nhìn nữa gớm sao nữa. Danny bỏ viết xuống hai đi chúc nhiều sức khỏe cảm ơn bạn đã bỏ thời gian để đem tin tức thật sự đến với mọi người việc trên thế giới tôi ủng hộ bạn ok have a nice day youtube ok have a nice day Danny Nancy Lee viết xuống, hai Andy, rất cảm ơn, anh thường dịch rất uh, rõ, uh, chúc uh, cuối tuần, yes, uh, chào, chúc uh, Nancy cuối tuần vui vẻ luôn nha, uh, Nancy viết uh, xuống là uh, cuối tuần vui vẻ, YouTube too, uh, Thanh Huỳnh viết xuống, hello, hello Thanh Huỳnh nha, uh, Thanh Tu viết xuống, uh, good morning everyone, Andy cho hỏi Texas, À, cảm ơn, à, chúc mọi người có một ngày vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình Hôm nay là system của đài Mỹ không có lót vô được đó. Họ bảo cho biết không lót vô được, chỉ có báo chung thôi Thì nói vậy nha, chỉ có báo uh, một hồi đó Họ sẽ cho mình cái list uh, nói chỗ nào bị nặng gì đó Thì mình sẽ báo cho biết, không có lót vô system của họ, họ đang update đó à, Cho anh Tân viết xuống chào Andy buổi sáng và cả nhà vui vẻ Good morning nha, happy uh, thứ uh, 7 nha à nguyên nguyên viết xuống xe đông lạnh để xuất khẩu. thủy sản hả edit no that's dead people. chở mấy người chết đó, không thủy sản đâu đâu. No. <laughs> no mấy nhà thương nó order mấy xe đông lạnh của chính phủ tới để chở xác chết đó, Trời ơi, thôi thôi đừng nói cho nó ớn lắm nha. <laughs> <laughs> nguyên nguyên nói chuyện vui nha làm gì à? Trời. đủ đồ phút đâu Trời. tất chết không đó John Tang viết xuống nha xin cho biết Chicago India này Tang, hôm nay không lót vô được system nha họ đang update đó à John cho nên John Tang không có lót gì được đó. canh phan viết xuống hai chào Andy chúc Andy cuối tuần vui vẻ chào buổi sáng nha ánh à, trần viết xuống sau này người sống chung với người vô hình ghê quá yes à, uh, hưng nguyễn mình ở houston nghe anh andy nói mang xe đông lạnh uh, đến đụng uh, đựng sát người yes họ nói là ở san antonio họ đã order tám cái rồi đó còn houston thì nó bring it on right now ở dallas nó cũng bring it on right now nhưng mà mình không ở gần nhà thương cho nên mình không thấy đâu <laughs> mình không ở gần nhà trường cho nên là hộp lộn si ớn lắm à, Huy Khánh Huy viết xuống Andy có sợ con việc này không nhiều người nói con việc là bình thường đó đúng không Andy nghĩ sao tặng Andy một like thì nói, nói thiệt là đối với Andy thì uh, pro hồi trước thì không có khe cho lắm nhưng mà ngay bây giờ thì uh, thấy uh, Andy cũng có bạn bè có người thân uh, Uh, có bạn uh, này kia bị trúng uh, corona cho nên cũng ẩn lắm, giống như, uh, I don't know, và uh, nói chung là mình làm những gì có thể làm thôi, uh, giống như uh, đừng có để lây này kia, nói vậy, chứ biết sao vậy, that's sao it go. I don't know, hỏi scare không, not really scare, but tới đâu thì hay tới đó, nhưng mà đi ra ngoài cũng đeo khẩu trang như thiên hạ, thì ai <laughs> à, làm sao mình làm vậy, thì how sao go nè. Ok, còn đây là của đài, họ báo thêm cho mình biết về trường học ở trên nước Mỹ ngày hôm nay như thế nào nha. Và yeah, hiện tại ngày hôm nay thì họ nói gần tới cái ngày nó kêu bằng uh, ngày đi học này kia trên nước Mỹ sắp tới đó uh, sẽ ra sao ra sao. À, đây là Chicago đó là đứng thứ ba trên nước Mỹ là đông học sinh đi học đó. Hiện tại thì họ đang tìm cách để mà giúp đỡ về cái chuyện mà đi học này kia như thế nào, như thế nào có thể là học trên online này kia đó. Ở bên Chicago, mỗi cái lớp học bên đó đa số là có 25 người học sinh học ở trong đó. Và hiện tại như giờ họ chia ra khoảng chừng 15 học sinh có thể là học ở nhà hoặc là học trên online này kia kiểu vậy. và họ nói tất cả học sinh vô trong trường đi học phải cần đeo khẩu trang và cả luôn giáo viên cũng vậy và những cái người sẽ check cái nhiệt độ trong người đó mỗi đứa học sinh vô trong đó họ check coi như thế nào mỗi ngày và họ nói họ sẽ clean up này kia theo đúng theo cái trình tự mỗi ngày và đây là họ nói về cái chuyện mà học hành này kia đó có một người giáo viên đứng trước mặt học sinh để chỉ dạy này kia đó thì nó rất là quan trọng à, về học này kia như vậy thì cho nên họ nói dẫn cho học sinh vô trường đi học đó à, chicago theo cái kiểu của new york cái kiểu học là như vậy Ở bên uh, Los Angeles, hiện tại bây giờ họ báo cho biết là họ uh, tài online thôi, không có học uh, uh, vô trong lớp nữa. Hiện tại ngay ngày hôm nay ở bên California, những cái trường nào mà bị nhiễm coronavirus nặng ở những cái khu đó, gần trường này kia đó, thì chính phủ đang kêu là những cái trường đó uh, vẫn đóng cửa tiếp tục. Và đa số những cái học sinh ở bên Cali thì uh, trong uh, cái mùa học kế tiếp này thì học ở nhà, học trên online đó, uh, kiểu như vậy. Đó thì uh, cái cô đó, cô uh, giáo viên đó thì cô... Uh, ủ sợ giống như bởi, sợ bị chúng vai, sợ bị chết á. Nếu mà trường học mở lại, đó thì cái đó là bên Utah đó. Thì uh, về cái chuyện mà ở ngay cái uh, City Hall người ta lên, người ta tính toán về cái chuyện mà cho học sinh đi học lại như thế nào, như thế nào và uh, lại chiếu từ sáng tới giờ đó thì. Uh, À, những cái người uh, phụ huynh học sinh vô trong đây đứng xếp à uh, ngồi trong đó không có đeo khẩu trang rồi đứng xếp hàng gì đó cũng không đeo khẩu trang rồi uh, không cách ly này kia cho nên họ ngừng lại à đây là ông Dr. Fauci ông nói về cái chuyện mà nên uh, không cho học sinh tới trường nữa, tại vì coronavirus vẫn còn đó Dạ, ông nói với tỷ như cho học sinh học ở nhà này kia nó tốt hơn với tỷ như học trong trường mà bị nhiễm corona một cái là nó lây 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 xuống hết gia đình nó lây càng ngày càng nhiều đó ở đó thì cái cô đó thì phụ huynh học sinh cổ nói hiện tại thì cậu có bốn đứa con bốn đứa con đều ở nhà và hai người đi làm như vậy đó thì không có được đó cho nên nó ảnh hưởng rất là lớn Tại vì ở Mỹ có nhiều tiểu bang họ nói là uh, con cái đó là dưới 16 tuổi không cho ở nhà một mình, phải cần có uh, một người trên 21 tuổi hoặc là một guardian hoặc là cha mẹ ở nhà mới cho ở nhà đó. Cho nên cũng gặp trường hợp này khó khăn. Tại vì với tỷ như cha mẹ mà uh, hai người đi làm trước giờ vừa đủ tiền nuôi con thôi, bây giờ đi kêu bằng uh, đóng cửa trường học và con ở nhà nữa thì... Uh, phải có một người uh, cha mẹ phải ở nhà chứ nếu không thì đâu có được. Rồi uh, chưa chưa kể là uh, hồi trước uh, nhà nghèo đó đi học trong trường thì cho đồ ăn free, có nghĩa là con được ăn đồ miễn phí ở trong trường hoặc là được giảm xuống số tiền uh, thấp giống như trả thêm mấy chục sen thôi là được đồ ăn ở trong trường. Ngay bây giờ mà ở nhà thì phải lo đồ ăn cho con nữa. thì đã cost some money. Nói vậy. Và hiện tại thì họ nói về cái chuyện hiện tại như bây giờ đó à, Mỗi cái tiểu bang là trường hợp khác nhau về học sinh đi học là sao là sao Thì à, cái mùa kế tiếp này thì chúng ta giống như học một bài học mới đó Coi như thế nào Ok, đó là của đài NBC News Họ báo về cho mình biết về cái chuyện này ha à, Xảy ra ở trên nước Mỹ à, Về cái chuyện... À, à, uh, kêu bằng học sinh đi học trở lại ra sao ra sao rồi tùm lum hết trơn đó a lot of stuff that happen right now à, uh, còn đây là cái chuyện uh, của đài họ báo cho biết uh, uh, đây là làm ăn với kỹ nha như thế nào <laughs> monkey business <laughs> làm ăn nó như thế nào mọi người đợi chút xíu nha đợi đài họ quảng cáo à, uh, Andy trong lúc đài quảng cáo Andy check coi uh, anh chị em giết gì nha on will fast à, uh, đợi chút xíu nha Ok, à Hưng Nguyễn giết xuống mình ở Houston. Ồ oh, cái này đọc rồi nha. Huy Huỳnh giết xuống rồi. Ok, Nguyên Nguyên giết xuống chào Andy, chào à, Nguyên Nguyên nha. À Huy à, Khánh Huỳnh giết xuống. Ồ oh, cái này đọc luôn rồi ha. Thanh Nguyễn giết xuống chúc Andy một ngày vui vẻ, hạnh phúc. Chào à, Thanh Nguyễn nha. Ánh Trần giết xuống à, kỷ niệm không bao giờ quên kênh Andy 16 tháng 4 2016. 16 Mười... 16 sáu tháng 4 hai nghìn hai mươi. Yes. Tính ra cũng mấy năm rồi không. It's been a long time right. Uh, Andy mở channel này cũng lâu lắm rồi. À, thêm uh, nếu mà đài dẫn cho làm tiếp tục để mà báo tin tức. Thì có lẽ là sẽ báo tin tức cho mọi người một thời gian cũng dài thêm nữa. Nếu mà họ cho thời gian đó. Uh, uh, livestream mà họ còn cho thời gian. Thì Andy sẽ báo cho mọi người thêm nhiều tin tức. Uh, xảy ra trên nước Mỹ chuyện gì xảy ra mỗi ngày này kia còn với tỷ sau này mà uh, channel mà không được uh, khá nữa không được tốt nữa thì uh, họ cắt thời gian thì lúc đó phải ngừng thì đã go nào tới đầu hay tới đó đã thao go ok à uh, Nam Ngô viết xuống are there any medical uh, uh, right now uh, they have some uh, medicine uh, để mà À, Nam câu hỏi là có thuốc nào đó để mà chống lại virus hay không? Họ có có vài cái thuốc gì đó để giúp đỡ cho coronavirus nhưng mà giúp một trăm phần trăm thì nó chỉ giúp đỡ lúc nào vậy thôi. Nó kiểu là như vậy. I don't know. I don't know too. <laughs> you seem like me. I have no idea what's going on. Nó vậy. Uh, PK uh, running viết xuống uh, tự kiến ý thức. Sự kém ý thức của người Mỹ không đeo khẩu trang sẽ kéo nền kinh tế Mỹ trở thành tồi tệ và rất tội nghiệp cho những người bác sĩ và y tá. Yeah, some people don't like to wear face some people do, some people don't. That's how it goes. À, Yến Huỳnh viết xuống cho em hỏi Minnesota nha Andy. Hôm nay là cái system của họ update cho nên không có lock vô được nha. That's how it goes right now. Phi Vũ viết xuống uh, cho tôi hỏi những người quen của tôi, Mỹ và Việt Nam uh, đều bầu cho ông Trump tôi thấy kỳ kỳ làm sao. I don't know. Okay. This is a I don't know people tự nói chuyện đi andy cũng không biết <laughs> because uh, cái này là andy chỉ dịch của đài thôi giống như ai mới vô uh, coi channel của andy thì uh, andy nhắc lại một lần nữa đây là channel của mình chỉ dịch là của đài mỹ họ báo tin tức mỗi buổi sáng cho mọi người biết như thế nào như thế nào thôi channel mình là không phải chính trị nha và cũng uh, về mấy cái khác thì mình không biết đâu họ chỉ nói gì mình dịch cái đó cho anh em nghe vậy thôi mỗi tin mỗi buổi sáng cái gì mà họ báo đó Trường nào mà không có tin uh, có nghĩa là không có làm livestream đó là vậy. À Lo Nguyễn viết xuống uh, chào Andy xin hỏi ban mail lần hôm nay. À cảm ơn nhiều không có lock vô the system cho nên không có check được đâu, họ đang update đó, nói vậy nha. À Victoria Nguyễn viết xuống how you doing? À cho mình hỏi California thế nào? À they're logging today so uh, they are fixing uh, update and stop cho nên nói vậy đó. À Thomas Q viết xuống hi Andy chúc uh, anh và gia đình vui vẻ nhiều bình an nha cho em hỏi tình hình new york new jersey ai quà, hôm nay không lót vô được cho nên không có check được gì đâu nha à, họ nói system của họ đang update tại vì vào ngày mai ngày mốt rồi tùm lum hết trơn đó vào buổi thứ hai là cái chỗ nào nó đóng cửa coi ra sao ra sao đó nói vậy đó ra sao câu à, mỹ lan giết xuống uh, andy chúc uh, em sức khỏe cho chị hỏi taxis à, Hôm nay là em uh, không có check được nha. System không check. Chút xíu nữa họ cho một cái uh, uh, báo cho biết chỗ tiểu bang nào tiểu bang nào đó. Uh, ra sao đó. Thì đi sẽ báo cho cái list giống như top 10 ra sao ra sao nó vậy. Tiên Lê viết xuống ra. Chào Andy chúc em buổi sáng vui khỏe nha. Cảm ơn Tiên Lê ha. Ok. Uh, I don't know ở à, đây là của đài họ báo cho mình biết về cái chuyện monkey business uh, về uh, coronavirus nó cũng ảnh hưởng tới mấy con khỉ rất là nhiều nha chuyện làm ăn về khỉ này kia nó ảnh hưởng rất là nhiều hiểu ở à, đây là họ nói về cái chuyện mà uh, uh, mấy con uh, monkey đó thì uh, con khỉ đó thì nó cũng ảnh hưởng tới chuyện uh, này rất là nhiều. Yeah. Ở đây là bên là uh, là đó thì uh, chỗ này họ nói mấy con khỉ này đó đó là cái chỗ mà đông người tới đây xem mấy con khỉ này kìa. Uh, yeah, yeah. À, đây là ở bên La Vui, Thái Lan đó Thì uh, đa số những người thua tới đây cho những con khỉ đồ ăn này kia ở ngay chỗ khu này và những cái người mà buôn bán chỗ này đó thì đa số là họ đợi mấy con khỉ này kia tại vì những người thua tới đây mua những cái đồ cho khỉ ăn chụp hình này kia cái kiểu đã sao rồi cột. Kind of... và họ nói đã lâu rồi người sống chung với khỉ cái kiểu vậy đó ở ngay chỗ này giống như nhờ làm ăn được cũng nhờ có mấy con khỉ ở đây, uh, về uh, người ta tới đây xem này kia mới làm ăn được nói vậy. Oh my god! thì đây là những con khỉ họ nói biết là nhiều người không có tới đây phí đồ ăn đó, khi có một cái đồ ăn nhiều quăng ra một cái là khỉ nó giành lộn với nhau nó ăn vậy đó. Wow. Đây là băng đảng của, <laughs> của khỉ đó. Họ đói đó, họ giành nhau nó vậy đó. À, đây là cái video mà họ chiếu cho mình xem mà lúc mà tháng 3 không có người tới chỗ này đó thì khỉ nó trở thành vậy nè và họ nói coronavirus đó, nó ảnh hưởng tới tất cả luôn tất cả mọi uh, mọi uh, điều trên uh, thế giới cả luôn khỉ nó cũng bị ảnh hưởng đó và không có những người thua tới đây chơi này kia thì khỉ, khỉ không có được đồ ăn đó cho nên uh, cũng bị ảnh hưởng rất nhiều và họ nói uh, gần cả mấy tháng trời đó bên Thái Lan đóng cửa về cái chuyện coronavirus xảy ra cho nên giữa cái borderline đóng cửa không có người tourist tới Và hiện tại ngay bây giờ họ không biết khi nào mới thay đổi về cái chuyện khỉ này kia chỗ này À, đây là cái bà này chuyên môn bán những cái trái cây này kia Bà nói từ hồi January tháng 1 tới bây giờ đó uh, coronavirus thì số người không có tới đây Cho nên là khỉ nó đói này kia rất là nhiều Và họ làm ăn đây thì họ nhờ có khỉ Thì mới bán được những cái đồ ăn này kia Cho người ta mua, ta cho khỉ ăn đó và yeah, bảo nói mấy con khỉ ngồi đây giống như ngồi chung với bà gì đó đang đợi uh, về, uh, về những cái uh, người thua về tới để cho nó ăn này kia khi uh, những người không có tới đây du lịch thì con mấy con khỉ này kiếm đồ ăn kiếm được cái gì hay cái đó trong mấy thùng rác này kia. Now and on junk food, literally... Và mấy con khỉ này ăn rất là nhiều mấy cái chân food giống như đồ mà chân food ta dục đó thì nó ăn giống như đồ hư này nọ nó ăn. <laughs> và the they... yeah, dành lộn rồi đi ở ngoài đường khỉ gặp ai có đồ ăn lại nhào lấy giật gì đó Steel, họ giành lộn nhau đồ ăn rồi quánh lộn nhau rồi tùm lum hết trơn đó worse, và họ nói giống như mấy con khỉ <cười> <cười> họ ăn những cái đồ chân phút của đội người nhiều đó cho nên uh, uh, cái uh, họ chuyên môn sát lai của họ càng ngày càng mạnh thêm đó giống như uh, sanh đẻ này kia càng ngày càng nhiều đó và so yeah, đây là họ nói loài người thì uh, muốn control muốn chặn lại cái chuyện xanh đẻ này kia của mấy con khỉ nó nhiều quá. <laughs> sau khi đó thì chính phủ đưa ra về cái chuyện mà chặn lại uh, uh, kêu bằng uh, bắt một mớ khỉ để mà chích uh, thuốc mê rồi họ à uh, chặn lại cái chuyện săn đẻ này kia của mấy người nghỉ. À họ bắt những con male và female, những con đực con cái này kia đó. <laughs> họ knock the out and then do the procedure. Họ knock the out, họ cho xỉu đi rồi sau khi đó thì uh, họ làm uh, cái phẫu thuật để cho đừng có xanh nhiều quá. Now, and another 200 in August to try to get the population under control. They're also doing a monkey census to keep track of the numbers. This sort of sterilization drive actually happens pretty regularly. It has to. The last... yeah, họ nói hiện tại ngay bây giờ thì họ đang làm chuyện như vậy đó thì, uh, ở bên đây uh, để mà chặn lại cái chuyện san đẻ của mấy con khỉ này kia. This one was three years ago. À, cái chuyện uh, hồi ba năm trước họ đã làm một lần, ngay bây giờ họ làm một lần nữa để mà chặn lại cái chuyện xanh đẻ của mấy con khỉ. And the monkey numbers have since doubled. Và họ nói 3 năm trước thì nó không có nhiều kỹ 3 năm sau thì nó tăng lên cấp đôi, cho nên ngay bây giờ họ phải làm như vậy. Và theo uh, đây là cái cô bác sĩ chỗ này, uh, cô trách nhiệm về những con khỉ chỗ này, cô nói cái cách này là cái cách mà hiện tại họ đang làm để giúp đỡ cho mấy con khỉ don't do anything, it may become animal cruelty later for the monkeys that may get hurt by the fighting. Và yeah, họ nói với tỷ mà họ không có chịu làm mà chặn là cái chuyện sanh đẻ mấy con khỉ đó. Thì có lẽ là sau này nó còn bị tồi tệ thêm nữa, giống như giết chết chóc này kia nữa. The sterilized monkeys are released back to the streets the next day và sau khi làm phẫu thuật xong thì họ thả con khỉ trở lại đường phố ngày kế tiếp và họ nói hiện tại bây giờ đã mở cửa trở lại nhưng mà ngay bây giờ về cái chuyện mà thua tới đây chơi này kia đó nó không còn giống như trước cho nên nó cũng bị ảnh hưởng rất là lớn. Patapan Patawong has always lived here. À, cái ông uh, Patawong thì ông ở đây từ nào tới giờ? And spends a lot of his income to feed the monkeys. Và ông bỏ ra số tiền rất là nhiều để mà cho mấy con khỉ này ăn, những tiền mà ông kiếm được đó. There's kind of no choice, he says. And in... Và ông nói giống như không có lựa chọn, giống như có đồ thì cho nó ăn như vậy. She gives them names like Jude and Crooked Tail. À, người vợ của ông rất là thích mấy con khỉ này đặt tên cho nó trên dù Cocktail này kia à, theo ông nói với tỷ như mà mình tập cái cách mà mình thương nó thì mình sẽ rất là vui với à, tỷ như mà mình nghĩ nó là những con quậy phá thì mình sẽ sống ở đây rất là khó chịu đó ultimately the problem is the lack of a real habitat. So the bigger plan for authorities is to create a monkey sanctuary. Và theo chính phủ ở chỗ này thì họ hiện tại họ đang tính toán tới mà xây một cái chỗ để cho những con khỉ nó ở ở gần chỗ này. That will ease the threat for people in town, and the monkeys can still get their bananas. Và làm như vậy thì những con khỉ cũng vẫn còn được có đồ ăn ăn và không có bị đe dọa những người sống ở xung quanh chỗ này. Ok, đó là của Đài họ báo cho mình biết nha, ngày hôm nay vậy nha. À, sẵn đây tất cả anh em nào mà viết xuống hỏi uh, những tiểu bang trên nước Mỹ đó thì ngày hôm nay là trên nước Mỹ ờ uh, The uh, Andy không có log vô system được, uh, họ đang uh, update này kia ha thì uh, nói vậy không có log vô uh, đài họ sẽ báo cho anh biết ít một cái list uh, chỗ nào bị như thế nào như thế nào thì Andy chỉ báo những chỗ đó vậy thôi uh, không có lót vô trong system nha ok ngay bây giờ đã sắp hết giờ rồi thì uh, Andy sẽ báo cho mọi người biết uh, những uh, cái list của đài họ đưa ra ra sao ra sao hold on, uh, on nhà để Andy chào uh, À, ai mà viết xuống uh, từ bây giờ thì nhiều quá, Andy đọc không kịp đây. Thì uh, Phương Bùi viết xuống uh, Good Morning Andy, chào buổi sáng ở uh, Phương Bùi nha. Ai viết Andy chỉ scan qua thôi, thì uh, ai viết uh, chào hello thì Andy say hello, vậy thôi. Ok. À, Liên Nguyễn viết xuống nha, chào Andy, chúc uh, Andy và gia đình vui vẻ, uh, khỏe mạnh, chào buổi sáng nha. À, thi Nguyễn viết xuống hôm nay uh, có nghe Andy uh, nói trên đài, cảm ơn Andy tặng một like rồi, cảm ơn tất cả anh chị em nha. Here we go. À đây là của đài họ báo cho mình biết ở trên thế giới có à, bao nhiêu người như thế nào như thế nào và đây là cái list mà họ báo cho mình biết như thế nào như thế nào. À mới thấy anh Tony viết xuống là à, chào buổi trưa. Ờ à, Andy chúc em và gia đình à cuối tuần vui vẽ cho anh hỏi tình hình New York hôm nay là không có check được system của họ họ đang update không check được nha chỉ có báo cho mọi người biết uh, những cái chỗ nào hầu mà họ đưa ra cái list thôi là đã soi cả Ok về coronavirus ngày hôm nay họ báo cho mình biết ở trên thế giới số người chết về coronavirus uh, ngày hôm nay đó uh, tính ra đó là có 601 bốn người 601.174 người đã chết về coronavirus ở trên thế giới. Còn uh, cái số người bị nhiễm coronavirus ở trên thế giới là có 14.276.589 người. Tổng cộng là 213 nước trên thế giới. Còn đây là riêng ở Mỹ, uh, số người bị nhiễm coronavirus trên nước Mỹ hiện tại ngay bây giờ là có 3.795 âm 1314 người đã bị nhiễm ở trên nước Mỹ tính buổi chủ nhật ngày hôm nay là ngay bây giờ là 11 giờ 55 à, phút à, chưa tới 12 giờ trưa ha 11 giờ 55 thôi à, buổi sáng thì họ báo cho mình biết vậy đó và số người chết ở trên nước Mỹ hiện tại ngay bây giờ là có 142.420 người recover hết bệnh đó. À, những người chúng coronavirus hết bệnh đó thì có 1 triệu 753.273 người đã hết bệnh nha. Đã sôi ra. Còn đây là họ chỉ nói sơ cho mình biết những cái chỗ mà ở trên nước Mỹ nó kêu bằng đây là họ họ đưa mình cái list để báo cho mọi người thôi không có lock your system được đó. Đầu tiên là New York, hiện tại ngay bây giờ họ báo cho biết New York có 433.042 người đã bị nhiễm coronavirus bên đó. Số người bị chết hẫm rài là có 32.539 người trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm là 630 người bị nhiễm và 4 người chết. À, đây là cái list mà top 10 ở trên nước Mỹ bị nhiễm coronavirus này kia đó. Thì à, đây cũng ở bên Cali, nằm trong top 10 luôn. Họ báo cho biết là có 374.180 người đã bị nhiễm coronavirus, số người chết, tổng rai là có 7.613 người trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua tăng thêm 18 người bị nhiễm và 2 người chết. Đây là 6 tiếng đồng hồ vừa qua thôi nha. Florida, một trong những tiểu bang bị nhiễm coronavirus rất là nặng ở à, Thấp 10 trên nước Mỹ. Số người bị nhiễm coronavirus hổm rai đó là có 33.000 337 nha, 337 ngàn nha, chứ phải 33 ngàn. 337 569 người đã bị nhiễm coronavirus ở bên Florida. Số người bị chết hôm bên đó hỗn rài đó là có 4.898 người, 4.898 nha. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 10.328 người bị nhiễm và 93 người bị chết. Đó là bên Florida ha. Arizona là một trong những chỗ top 10 ở trên nước Mỹ bị nhiễm coronavirus. Số người bị nhiễm hỏm rài là có 141.265 người. Số người bị chết hỏm rài là có 2.730 người trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 2.742 người bị nhiễm và 147 người bị chết ở bên Arizona. Pennsylvania cũng là một trong những chỗ thấp 10 ở trên nước Mỹ bị nhiễm coronavirus right now. Họ báo cho biết hỏng rài số người bị nhiễm coronavirus ở bên Pennsylvania là có 104.485 người. Số người chết hổng rài là có 7.076 người trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm là 313 người bị nhiễm và 8 người bị chết. Ok, Maryland cũng là một trong những uh, tiểu bang mà nó kêu bằng top 10 nhiễm coronavirus bên đó. Maryland hổng rai số người bị nhiễm coronavirus là có 77.206 người. Số người chết hổng rai bên đó là có 3.368 người. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm là 835 người bị nhiễm và 9 người chết. Và Virginia cũng là một trong những chỗ top 10 ở trên nước Mỹ, họ báo cho biết là có 76.373 người đã bị nhiễm coronavirus bên đó. Số người chết hổm rài đó là có 2.025 người. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm là 940 người bị nhiễm và 12 người bị chết. Alabama là một trong những tiểu bang cũng là kêu bằng top 10 bị coronavirus trên nước Mỹ. Họ báo cho biết là có 65.160 người đã bị nhiễm coronavirus bên đó. Số người bị chết hổng rài là có 1.286 người trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm là 2.069 người bị nhiễm và 21 người bị chết. Indiana cũng là một trong những chỗ top 10 xảy ra coronavirus trên nước Mỹ. Số người bị nhiễm coronavirus bên đó hổng rài là có 55.000, 654 người đã bị nhiễm coronavirus, số người chết hổng rài là có 2.820 người. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm là 841 người bị nhiễm và 17 người bị chết. Ở bên Indiana ha. Minnesota là một trong những chỗ top ten ở trên nước Mỹ luôn. Họ báo cho biết là có 45.470 người đã bị nhiễm coronavirus bên đó. Số người bị chết hổng rài là có 1.578 người. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm là 457 người bị nhiễm và 5 người bị chết ở bên đó. Iowa cũng là một trong những tiểu bang bị nhiễm nặng coronavirus bên đó. Số người bị nhiễm coronavirus hổm ra là có 37.904 người. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm là 127 người nữa. Số người chết về coronavirus bên đó là có 787 người trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 3 người chết. Nevada cũng là một trong những chỗ mà họ kêu bằng top 10 ở trên nước Mỹ nhiễm coronavirus right now. Nevada có 34.477 người đã bị nhiễm coronavirus ở bên đó. Số người bị chết vì coronavirus ở rài đó là có 646 người, trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 1.182 người bị nhiễm và 9 người chết. Missouri cũng là một trong những chỗ mà họ kêu top 10 xảy ra trên nước Mỹ đó. Missouri, số người bị nhiễm coronavirus hỏm ra là có 33.902 người. Số người chết hỏm ra về coronavirus là có 1.159 người. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 316 người bị nhiễm hai người chết ở bên uh, Missouri. Oklahoma, một trong uh, top 10 uh, xảy ra tăng về coronavirus nữa. Thì họ báo cho biết là có 25.056 người uh, bị nhiễm coronavirus bên đó hổm rài. Và số người chết ở bên đó hổm rài là có 451 người. Và trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua tăng thêm là 916 người bị nhiễm và 6 người chết. Ở bên đó. Delaware hiện tại ngay bây giờ họ báo cho biết là có cũng là một trong những chỗ thấp ten nha. Delaware họ báo là có 13 người uh, 13.429 nha, 13.429 người bị nhiễm coronavirus bên đó hổm rồi. Cái số người mà bị chết hôm đó họ hổm rồi là có 523 người trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua tăng thêm là 92 người bị nhiễm và 2 người bị chết. Và ở Maine cũng là một trong những chỗ top 10 xảy ra coronavirus uh, nặng ở trên nước Mỹ. Top 10 đó, họ báo cho biết là có 3.646 người đã bị nhiễm coronavirus bên đó. Và cái số người mà bị chết hỏng rai là có 117 người. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua tăng thêm 10 người chết nữa. Và uh, 7 người bị bệnh. Ok, đó là của đài họ báo cho biết nha. Ngay bây giờ buổi sáng vậy. Còn buổi trưa giống như chút nữa vài tiếng đồng hồ là nó chen any time. Cho nên ngay bây giờ vậy. À, hold on real fast nha. California, ngay bây giờ họ mới update lên một cái. Họ báo cho biết á, là California trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua mới tăng thêm. Á, là cái số người bị nhiễm bệnh là tăng thêm 18 người. Thêm hai người chết nữa ở bên California đó. Ok, thì cái đó là họ mới báo lên đó. Cái này nó update every minute. Mỗi khi có chuyện gì, chuyện gì thì nó update cho mình biết vậy, 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 vậy. Tới đây là Andy tạm ngừng nha. Chúc tất cả anh chị em có một cuối tuần vui vẻ và mạnh khỏe nha. À, hẹn gặp tất cả mọi người vào ngày mai. Hy vọng là cái system họ update đâu ra đó thì mình có thể check mỗi tiểu bang cho mọi người. Ngày hôm nay họ chưa có update đâu ra đó cho nên à, không có check được ha. Nó vậy nha. Mình còn vài phút đây để mình đọc coi anh em viết gì nha. Lily viết xuống hai. Andy chào Sa uh, đây và yeah, chào uh, Lily nha. Happy Sa đây luôn ha. Cường Nguyễn viết xuống Andy ơi khi nào về Việt Nam uh, chơi nhớ điện thoại cho Cường nha. Trời Andy không biết chừng nào mới về. <laughs> Nhưng mà cũng cảm ơn nha Chào Cường Nguyễn nha Chào tất cả anh chị em có một tuần vui vẻ và mạnh khỏe Take everyone nha Bye 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 bye